Hi, xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về toán nha các bạn. Thì hôm nay mình nói về diện tích hình bình hằng. Cái bước đầu tiên mình chỉ cho tất cả các bạn cách vẽ hình bình hằng trước, sau đó mình nêu công thức tính diện tích của hình bình hằng. Rồi, thì để vẽ được hình bình hằng thì các bạn chọn một cạnh giúp mình nằm ngang. Đây nè, 4 cm nè, kẻ 4 cm. Thôi 5 cm đi, 5 cm. Sau đó các bạn rê cái thước cho nó đều và nhích qua bên trái, và các bạn cũng chọn một cạnh 5 cm, được chưa ạ? Sau đó các bạn nối hai đỉnh lại, tương tự hai đỉnh lại thì các bạn sẽ có một cái hình bình hằng đặt tên là A B C D. Khi đặc điểm hình bình hằng là gì? Đặc điểm nếu ở cấp 1 thì các bạn chỉ nhân vô đây, biết đây là hình bình hằng, được chưa? Còn những bạn nào lớp cao hơn thì sẽ bạn biết rõ hơn. Thì hình bình hằng có một đỉnh nè, hai đỉnh, ba đỉnh, bốn đỉnh, được chưa? Một cạnh, hai cạnh, ba cạnh, bốn cạnh, được chưa? Còn bạn nào học lớp cao hơn thì các bạn sẽ biết được cạnh này với cạnh này bằng nhau, cạnh này với cạnh này bằng nhau, cạnh này với cạnh này song song, cạnh này với cạnh này song song. Ok chưa ạ? Đó là kiến thức này. Tiếp theo là các bạn phải nhớ đến công thức tính diện tích hình bình hằng. Diện tích của hình bình hằng sẽ bằng chiều cao, chiều cao nha các bạn, nhân cạnh đẩy. Thì các bạn bước đầu tiên các bạn gộp giúp mình công thức trước. Diện tích của hình bình hằng sẽ bằng chiều cao nhân cạnh đẩy. Thì ở đây có 4 cạnh, 1, 2, 3, 4. Thì các bạn chọn cạnh nào làm cạnh đáy cũng được, chọn cạnh nào làm cạnh đáy cũng được. Ví dụ như mình chọn cạnh AD làm cạnh đáy thì chiều cao được kẻ từ B và C, được chưa ạ? Nếu bạn chọn BC là cạnh đáy thì các bạn chiều cao các bạn kẻ được từ A đến D. Rồi mình sẽ chọn cạnh AD làm cạnh đáy đi, thì chiều cao được kẻ từ B nha các bạn. Thì để vẽ chiều cao các bạn nhìn vào đây, đây là cái thước nè, đây là góc vuông nè, và đây cạnh này các bạn để vào cạnh AB, đưa cạnh này vào AB, xin lỗi AD nha các bạn, rồi kéo lại cái chữ, kéo đến cái chữ chữ B và các bạn kẻ đây, đặt là chữ chữ H, được chưa ạ? Được chưa ạ? Vậy để tính được diện tích hình bình hằng các bạn phải có chiều cao nè nhân với cạnh cạnh đáy. Thì ở đây đề bài cho là gì ạ? Diện tích hình bình hằng có cạnh đáy rồi. Có đáy là bao nhiêu ạ? Đáy là 6 cm. Và chiều cao là bao nhiêu ạ? 37 cm. Thì các bạn để ý giúp mình hai thằng này khác đơn vị nè. Khác đơn vị đúng không ạ? Thì bước đầu tiên các bạn phải chuyển về cùng đơn vị. Thì mình khuyên các bạn nên chuyển đơn vị cao về đơn vị thấp. Thì decimet xong tới cm. Được chưa? 6 decimet. Muốn đổi qua cm khiêm không? Vậy là 6 decimet sẽ bằng là 60 cm. Khi đã đổi về cùng đơn vị rồi thì các bạn áp dụng công thức diện tích hình bình hằng là sẽ bằng chiều cao nè. Chiều cao là 60 nè. Ê, xin lỗi, đây là cạnh đáy nha các bạn. Nhân cho chiều cao là 30 37. Và các bạn phải làm phép nhân giúp mình và comment kết quả ở phía dưới để mình kiểm tra coi bạn nào giải đúng hay giải sai các bạn. Rồi thôi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong quá trình hướng dẫn. Có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp mình để mình khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn nha các bạn. Rồi thôi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Xin cảm ơn, bye bye.